Hello chào các bạn. Quá dữ luôn, quá mạnh nha. Này mới thử cái. Cái này hàng của Italy nha, Italy. Thì hiện tại mình đang có số lượng nha, sắp tới đang về, hiện tại chưa về kịp nha. Hàng Made in Italy. Điện 220 một pha, cấp vô là chạy nha. Hàng con này là gọi là siêu phẩm nha. À, ở đây các bạn thấy là trục inox 304, loại này là nó thiết kế cho bơm thực phẩm nha. Cụ thể cái này là bơm bia, các bạn tra trên mạng nó là bơm bia nha. Bơm bia, bơm nước ngọt, bơm nước, bơm gì đó bơm. Ở đây nó có một cái trục cánh khuấy nha. Trục cánh khuấy. Nếu mà khách nào không xài thì có thể tháo bỏ nha, hoặc cắt ngang. Để mình chỉ xài cái phần cánh quạt thôi, bơm lên thôi. Cái này có thể cắt bỏ nha. Hoặc là để khuấy nha. Ví dụ nó khuấy lên nha. Cho đều. Cái này là hàng bơm thực phẩm, các bạn có thể vệ sinh sạch nha. Các bạn phơi khô, đút nó vào trong cái phần dung dịch thực phẩm á, ok, không vấn đề nha, không ảnh hưởng. Đó, thì hàng của Italy. Thì mình test cho các bạn nha, hàng này mình chưa kịp vệ sinh. Để mình vệ sinh sơ rồi, cái này đơn này anh khách anh lấy rồi nha. Nhưng mà sắp tới cái này mình làm nhanh cái clip xong mình gói gửi cho anh. Và những cái lô hàng tiếp theo nó về số lượng á, thì mình sẽ giao cho những khách tiếp theo nha. Đó, cho nên khách nào chốt cọc mua thì mình lựa những cái đủ cái chụp này nè, đủ chụp này nha. Còn ống này thì không có các bạn, ống này thì các bạn ra tiệm tạp hóa mua dùm nha, ra cái tiệm điện nước á, hoặc là mình mua cho một đoạn về mình gắn vào, cứ mỗi một cái như vậy là khỡ 2 gang 3 gang rồi đó ha, rẻ, rất là rẻ, mình gắn vào cho mình trang bị luôn. Còn cánh này thì mình xem sơ bộ hình á thì có cái gãy cái không. Bây giờ mình bán các bạn là một cái 550k là đủ hết nha. Là đủ cánh nè, cánh còn nha. Ủa cái chụp này nè, còn. Rồi ống có, cánh quạt khuấy còn nguyên zin là 550k, đã bao gồm phí ship đó. Còn những cái mà nó bị thiếu nắp nè, hoặc là cánh bị gãy trong quá trình vận chuyển thì mình sẽ bán rẻ hơn ở cái clip sau nha, ở những cái giá, hoặc là khách nào thương cứ báo thì mình sẽ báo cái giá nha. Đó. Có thể nó rẻ hơn một chút mà. Cơ bản thì bán sang tay nhanh. Lô con này chống nước nha. IP 54 cũng là rất là tốt các bạn. Các bạn thấy biết mấy camera ngoài trời không? Toàn bộ là IP 54 hết nha. Có thể có 55, 56 nhưng mà cơ bản 54 là chuẩn rồi. Tuy nhiên thì mình không có nhúng xuống nước nha. Cái mặt đây là cái mặt là giới hạn nè. Ok, cái này mình chỉ test nhanh thôi. Không có ai vịnh, sợ nó đập vô cánh ấy nha. Thì mình dỡ không hỏng lên các bạn ha. Dỡ không hỏng lên. Cấp điện nha, nó cũng khá là mạnh. Bắn mạnh đó các bạn. Cái chân trống của mình nó hơi ấy nha. Ok. Dây thì cấp điện là nó chạy nha. Cấp cho các bạn coi. Thế mình phải dỡ lên xíu nha, chứ để nó đập cái cánh á, nó đập cái cánh khuấy á. Cấp điện nè. Ô, nó không ngập nước các bạn ơi, phải ngập nước nha. Chà, cái này không đủ nước rồi, không đủ nước các bạn ơi. À, có vẻ không đủ nước nha. Dở lên thì nó bị hỏng nước đó. Nó không đủ nước rồi. Tức là nước á, nước nó phải ngập qua đây nè. Để cái phần cánh này nó nằm ở trong, nhưng mà nó có cánh khuấy á. Nó vướng. Ha. Nó vướng. Nhưng mà các bạn thấy lực không? Lực rất là dữ nha. Con này hàng của để mình kiếm cái xô khác nha. Cơ bản thì cái clip này thì mình chỉ làm vậy thôi nha. Nhưng mà cơ bản các bạn thấy thì cũng biết rằng lực nó rất là dữ nha. Không đủ rồi, không đủ nước rồi. Ok, để mình lấy cái xô mình test lại nha. Nhưng mà cơ bản thì clip này là vẫn như hoàn hảo nha. Đó, hàng có mã nghiêm chỉnh, Made in Italy. Đó, rất là xịn sò. Đó, các bạn xem nha. 230V, 50W, 2800 tua cao nha. Cái này bơm hồ cá là bao phê á. Nha, bơm hồ cá là bao phê luôn.
nha, test sơ lại cho các bạn coi cái nữa nha, rồi mình lấy cái xô mình test xong.